là ca sĩ mà tôi đã lôi trong bóng tối của màn đêm kinh doanh live stream online và bất động sản xăng dầu này nọ. em đi hát lại ép luôn cái bộ từ quyết định lên chương trình luôn, từ lớp poster luôn, kêu đưa hình đây, đưa hình luôn. Đây là cái người mà 25 năm trước hàng đêm Hưng phải chạy theo cô này để tới những cái chỗ hát của cô đó, để coi có ai mà ca sĩ tới không kịp á là leo lên hát, hát chùa hát free. Đây là ca sĩ Thùy Dương, là người dẫn Hưng đi hát đó, là những cái chỗ mà quán bar cổ đông nhiều show lắm. Thùy Dương rất là nhiều show, cái bar club nào thuyền bè trên tàu thì kia đó, tàu du lịch này kia, sông Bạch Ngàn Bạch Nghé đó là Dương là đầy nghẹt show luôn, mà đi theo mấy người này mới có chỗ hát đó. Xong rồi khi bà cắt bớt mài của bà mới chừa cho mình đó, thời gian để mình hát lên, hát cho chủ thấy, chủ thích rồi chủ sẽ thuê, chủ sẽ mướn đó, chơi thân tới giờ phút này. Còn ở đây rất là nhiều người luôn, đây là đại thần tượng, đại thần tượng của mình nha, đại thần tượng của nhiều người luôn, là biểu tượng của âm nhạc Việt Nam, tượng đài của nhạc Việt Nam luôn. Em biết hai lúc đó là em nói thiệt là đang mà hành cái bên đó, nhà cái ngoài cái mở đó là cái gì nguyên cái dàn sơn đó, đó chị hai Hương Lan là thần tượng của cả dòng họ gia đình mình, không bao giờ nghĩ có ngày được lại gần, được chơi thân và được yêu thương. Còn đây người này còn người đặc biệt nữa, là tôi chưa là gì, vẫn còn là một thằng cắt tóc rất bình thường thôi, người đang nổi rần cả cõi mạng, cái cõi mạng mà cõi make up, ôi là sừng sỏ luôn của Việt Nam đó, được lúc đó được thái tạo và make up là cả một vấn đề lớn. Thứ nhất là phải có tiền, có gu thì mới tìm đến người này được nha, thiệt đó luôn, make up luôn. Và đồng thời là hồi đó còn là người này chuyên dạy các hoa hậu, các người mẫu đi hết quốc chụp luôn á, ghê lắm á. Nghe đồn là một make up phải đợi 1 giờ sáng luôn chị, đông vắng làm sao? Nó cấp đẹp lắm, đẹp lắm. Mà đi hát với nhau, đi hát với nhau còn gặp lại nữa không? À đúng rồi. Không. À, cái đêm nào cứ đăng ký bài lên đây cũng vậy đó. Xong lát không lưu xuống đăng ký nữa, đợi mấy vòng vậy đó. Mà sẽ vui lắm. Vui lắm chị ơi, tụi em có hát với nhau vui. Karaoke chứ, xong bữa nào là giống như cầm đến vậy. Đây là hai ba con người. Người này á là biết người này từ từ những lúc mà cõi mới nhú đó, mới xuất hiện trên cõi MC nhá, và đã thấy rằng là đây là con người duyên dáng tiềm năng ở trong cái giọng cậu ấy và trong cách cậu ấy đặt câu chữ, sắp chữ để nói. Đó, thì nó luôn luôn duyên dáng và đầy, luôn luôn có cái cách là làm cho người ta tò mò ở phần đầu và phần sau sẽ là cái hồi đáp, câu trả lời đầy vỡ òa để đặt hàng này. Cái đó là đó. Đầu tiên lúc đó là Nguyễn Khang gặp anh ở chương trình Inspector. Lúc đó là anh Thương ngồi vai trò là giám khảo năm của ngày 2014 nha. 2014. Con bé này đi thi, trời ơi, mà mình thấy sao mà nó hay quá vậy ta. Hay ơi là hay vậy, hát mà nó bài nào cũng hay hết trơn á, hát cover bài nào là mất tiêu người cũ luôn đó, thiệt đó. Cover nào là thắng bài đó, nó là thích. Đã giờ cái chân nó đẹp, nó có nhiều cái để mà thấy thành ngôi sao quá. Sao anh để cặp chân dữ vậy vậy? Em nói trả nó đẹp, rất bắt lắm nha. Lúc đó hay ngắn thôi, nên là chứ mặt đông ngắn, thiệt mà, nhìn thiệt chân đẹp lắm. Giờ anh Hưng á, giờ anh Hưng mà tự nhiên cái câu đó nó bí luôn, tới bây giờ mọi người cứ đi đâu nhà Ngọc anh đừng có chuyện gặp biết. Con nhỏ này trời ơi cũng ít năm lắm. Trời ơi, các tỉnh này tỉnh kia đều có mặt chúng tôi cùng nhau, có điều đứa hát trước đứa hát sau chạy xéo mà, đúng không? Ở trong đêm 5 điểm đó, ghê không, đêm 5 điểm chạy số các tỉnh nha, các tỉnh biên giới miền Tây, miền Đông, miền Trung, các kiểu cả nước. Tôi nhớ là anh
Sao không biết? Anh đừng, em đừng có chọc anh nói ra những cái điều mà xấu xa của hai đứa mình nữa nha. Anh chữa, anh chữa. Nói chứ. Từ tháng nào? Năm mà anh chưa có rần rần nha. Đúng rồi. 99-2000. Sau tiếng hát truyền hình. Đó. Xong em còn qua em tặng anh cái dán tường ngôi sao. Xong cái đợt mà anh ra cái album Tình Yêu Sơn Ngô Yên. Tình Yêu Sơn Ngô Yên là em nhờ anh hát ở dưới suối xe nó đông khủng khiếp. Cái hồi đó anh chưa bắt đầu mới ra cái đó. Nguyên cái suối xe mà nó rộng, anh nhớ cái suối xe là một đứa mới, nó mở đông nghẹt luôn giữa đó, một kinh khủng khiếp. Sau đó là anh Phương anh ấy vừa đét luôn. Mỗi một ca sĩ em có một thời mà nó kinh khủng khiếp. Chờ xíu nha bé nha, uống cà phê này kia ngủ giấc nè. Thấy lâu lâu có gì mà quy tụ. Anh còn tới thăm nhà em mà. Đúng rồi. Trời đêm gió mưa bão bùng. Cũng mà quẹo tay. Thấy hồi đấy mở vào tháng tháng. Đó, 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 đó. Anh quên rồi đó. Không nhắc thôi.